Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ lãnh đạo doanh nghiệp ngành công thương MBCEO. Với tôn chỉ đoàn kết, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển của ngành công thương Việt Nam, câu lạc bộ tập trung vào các mục tiêu như là xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong ngành công thương, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tham vấn các định hướng, chính sách và giải pháp kịp thời giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững ngành công thương. Đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua việc gia tăng sử dụng các sản phẩm của nhau trong các doanh nghiệp ngành. Chia sẻ thông tin, thảo luận những vấn đề về sản xuất kinh doanh. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao sáng kiến thành lập câu lạc bộ và đồng thời phổ biến chuyên đề hiệp định TPP với doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đó, hội viên câu lạc bộ có cái nhìn tổng quan về quá trình Việt Nam tham gia đàm phán hiệp định TPP, đánh giá được những cơ hội thách thức đối với giới doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia TPP. Người Việt Nam ưu tiên